Những câu nói vô tri của bạn tôi khi mới chơi game phần 2. Wow, xe này đẹp quá, mua đi mèo. Vãi nhái, cái gì mà tới 15.000 kim cương lận? Trong khi đó số kim cương của mình thì... Đang giỡn hả? 15.000 kim cương lận đó ông nội? Có 15k rẻ mà, chưa được một ly trà sữa nữa. Ủa mình gì, lâu lắm vậy đi nhé. Ủa, hí đâu mất tiêu rồi ta? U là trời, tự nhiên ngồi ở đây. Ông đi qua, bà đi lại, cho con xin ít tiền. Đang đi chơi mà, sao ngồi ở đây vậy hí? Tại tôi đang nghèo, thấy anh này đang đàn cho nên là sẵn ngồi lại xin tiền người ta luôn. Damn! Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, nói thật. Á, à, có chừng cá mập. Yeah.